Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mẹ với chị Thảo đang đứng ở một góc vườn tại shop. Và các bạn có thấy không? Trên đầu mình nó có một cái cây bưởi rất là sai quá như thế này. Nhưng ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là quay về hai cái tổ ong nhà mẹ với chị Thảo. Bởi vì thực chất là rất là thích dùng mật ong, ngoài gia đình nhà Thủy dùng rất nhiều. Nhưng mà đi mua bên ngoài thì sợ là nó không đảm bảo, nên là nhà tự nuôi luôn. Và lát nữa sẽ quay cái cảnh mà thợ lấy mật ong. Đấy, giờ bây giờ thì mình đi tím sát lại bên trong để cho các bạn xem tổ ong đấy. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, bởi vì là các bạn ong mật dù là rất là hiền nhưng mà đụng đến các bạn đấy là các bạn vẫn sẽ cắn. Đây, nhà mình thì có hai tổ, một cái tổ ở đây và một cái tổ ở đây, nó rất là nhiều ong luôn. Quay sát lại cho các bạn xem. Thực chất là mình cũng không dám lại gần bởi vì là nó đang bay ra rất là nhiều như thế này này. Đấy, các bạn thấy không? Thấy là thấy có người lạ là nó bắt đầu thứ hai là nó bay ra rất là nhiều và đụng vào nó là nó cắn đấy. Và tội thân nhất là khi mà các bạn mật ong này mà cắn vào mình ấy, bạn ong này mà cắn vào mình là nó chết luôn. Đấy là ong mật nhà mình. Và các bạn biết không, khi mà hai cái tổ này vào cái mùa này là mùa xuân đó, ở nhà mẹ với chị Thảo chỉ cần sau một tháng, tháng rưỡi là có thể đã quay được mật rồi. Đấy, và mật của nó thì nó rất là thơm ngon. Và đặc biệt là đối với cái mật nhà mình tự nuôi thì là nó sẽ lấy phấn hoa từ hoa bưởi, hoa nhãn, hoa vải, các loại hoa cho nó. Nhà mẹ với chị Thảo lại không dùng đường, giống như một số vùng mà ít hoa thì họ hay bỏ thêm đường vào, nhưng mà nhà mình thì không. Đây, mình cũng không dám đứng lại gần. Các bạn thấy không? Thấy có người đến là ong bắt đầu nó bay ra rất là nhiều như thế này. Và bây giờ thì chuẩn bị mẹ bé Thị Thảo cắt cái đoạn này để đến cái phần là thợ vào lấy ong để quay nhá. Lúc đấy thì mình sẽ đứng xa, bởi vì là khi mà thợ vào lấy ong là đã đụng đến tổ của nó rồi, mà mình đứng gần phải có mũ này, phải có quần áo này, phải có cái đồ che thì nó mới không cắn được. Nếu không là các bạn ấy là cũng rất là hung tính đấy. Rồi mình đi xa ra một chút để đợi. Đấy, có một con ong đụng vào tay mình rồi. Để đợi thợ đến quay nha. Một góc vườn nhà mẹ bé Thị Thảo này có rất là nhiều cây, nhưng mà thực sự vào cái đầu xuân này thì nó ra chủ yếu là ra hoa chứ không có quả nhiều. Rồi bây giờ thì các bạn cùng đợi thợ với mình nhé. Hello các bạn, đây bắt đầu là bác thợ đang vào để lấy ong. Mình sợ không dám lại gần bởi vì là mình lại gần là chắc chắn là các bạn đấy sẽ rất là hung. Đấy, đến là phải con sợ ong đốt thôi. Đến là phải có bộ quần áo phải che chắn như thế. Đây, mình zoom lại sát sát một xíu cho các bạn xem. Đấy, ong rất là nhiều và nó có rất là nhiều cầu như vậy ấy. Wow, nhiều cầu quá. Bố đi tránh không lỡ nó đốt. Đấy, khi mà các bạn ấy bị đụng vào tổ là các bạn ấy sẽ ra ngoài. Nhà mình thì có hai tổ và dư mật luôn, rất là nhiều mật, ăn không hết luôn. Đấy, mình sẽ cầm đi tránh. Đây các bạn nhìn này, mình thực sự là cũng không dám lại gần, sợ các bạn ấy cắn. Các bạn ong đấy mà 100% từ hoa phấn luôn các bạn ạ. Vì nhà mình thì rất là nhiều cây cối này, các bạn nhìn này, hoa nhãn, hoa vải này rất là nhiều luôn, nên là nó tự lấy hoa từ phấn hoa luôn. Bố không mặc cái gì vào nó cắn nhờ. Đấy, ong nó bị đụng vào tổ nó là nó bắt đầu nó bay ra rất nhiều luôn. Lấy ba cầu thôi, không lấy hết à bố? Quá, đang bay nhiều lần chứ. À vâng, giờ là đi vào trong kia để quay đấy, mình lấy từ tổ. Hello cả nhà, đây sau khi mà lấy được ba cầu ong vào thì bắt đầu là tiến hành thợ sẽ cắt cái ong này. Thực sự là cái sáp ong thì cũng rất là tốt nha cả nhà, nếu mà mình quay mà mình còn lại cái sáp ong thì mình làm thuốc kho cho bé cũng rất là tốt luôn. Sáp này rất tốt. Dạ. Làm là cũng đốt rất là dày. Dạ. Cái bạn bông về rồi đấy. Ngon cá đi thôi. Nhiều lắm. Đây bây giờ cháu mới lấy có hai cầu của một tổ thôi, đang còn mấy cầu rồi nữa. Mình lấy là lấy. Dạ.
nhanh. Tại nhà cháu cũng nhiều hoa. Nhưng mà lát là mình lấy là lấy hết cả 6 cầu luôn à? Dạ. Nó không đốt đâu. Nhà cháu vừa cháu nhớ là bố mới bảo bác lên đâu có 10 ngày mà. Giờ lại bắt đầu lại có nữa. Cái nó mạnh hả? Bố vào phòng con lấy cái quạt kìa. Mở cái áo cho bạn nó đỡ nóng nè. Nhiều quá. Đây. Đây con ong có đi theo vợ thì nên có cắn không? Thần nhỏ cái miệng thôi con ạ. Đây bắt đầu tiến hành coi. Đừng có giết con. Đừng có giết để in cho các bạn đấy còn làm mật. Mới lấy có 3 cầu rồi đó mẹ, đang còn nhiều lắm. 3 cầu nữa. Mà các bạn nó cũng hiền, nó đâu có cắn mấy đâu. Em nhìn nó bọng ong này, nó run cái chỗ này. Nhìn cái bọng mật của nó nhìn đã thế. Bánh gì? Sẽ là đứng ở đây thôi nhưng mà đã ngửi thấy mùi thơm của mật rồi. Mắt của đấy. Đây cho bạn bông nha, miếng nha. Ừ, cho bạn bông miếng nè. Xem nào. Đây là cái sáp ong nha cả nhà. Nhưng mà thực sự là nó rất là tốt cho đây. Các bạn nhỏ luôn. Này. Ngọt quá. Ngọt quá đi thôi. Ngọt không? Các bạn ấy thì chả thích. Bố cũng biết làm luôn. Bác ấy vừa như có một cái bông lan trong chú có thằng mà nó đang trả, nó 6-700 mà nó đang trả 2 tỷ không ạ? Ôi trời ơi. Ở chỗ nào? Lan đột biến. Gọi là đột biến nhé. À thế à? Thế lan nhà cháu có được gọi là lan đột biến không? Lan đột biến. Dạ, nhà mẹ bé thì thảo cũng có lan các bạn ạ. Nhưng mà không biết là có phải lan đột biến không? Đây, cái bạn bông nhà xốp này nè. Đây là bạn đang lên nhà nội. Đây, với bố cho miếng này. Ở dưới là quân. Chỗ đấy là quân là mình không cần phải cắt. Ok nhá. Rồi bắt đầu là bây giờ bấm quay này. Cái tố này thì cái này không phải thêm cầu nữa đâu. Quay xa hơn chóng mặt. Nước luôn. Hết ngọt ở nhà ra chứ sao có thể nước. Đây. Nó chảy mật xuống dưới này cả nhà. Đấy. Nó chảy xuống dưới. Ở mình thấy có cả con ong nó rớt xuống dưới luôn. Ở bên trên này là bác nó đang quay như thế này. Nhả là nhìn nhá. Có 3 tổ thôi nhưng mà mình thấy rất là nhiều mật luôn. Lát nữa là sẽ vớt những cái bát ong kia ra kìa. Đừng có vẩy, đừng có bóp. Ôi, nó cắn này, nó đốt. Còn mấy rồi? Cái này là được đấy. Thế thì bố nó kia đi. Bố này có thêm chảy mật ra rồi kìa. Nó cái chiều nó bay ra. Ờ, cái mật nó ra ngoài chứ. Thế nó văng ra mà, mật văng ra chứ ai mật văng vào. Lực đi tâm mà. Tức là ong nó làm mật ở đây để sau mấy cái bạn kia đĩa ra là ăn cái mật đấy.
với lại là như cái kiểu khô họng nó đấy. À, chứ đấy có như thứ mùa đông ấy. Bông ơi nó cắn rồi con. Không nghỉ cái con ong nó đốt rồi giờ. Thì bố đem ra ngoài. Nghỉ con ong nó cắn đây này. Thế mà con ong kia nó chui vào trong rồi nó đốt ạ. Bay ra rồi. Đây đây. Nó chưa đốt được. Thôi không ăn cái ni. Ăn đấy thôi bạn, ăn nhiều rồi. Chán là thôi. Sợ say rồi. Nhiều quá. Chưa quá 10 ngày đâu. Chưa. Nhanh thật đấy. Mới mà. Mới được một ong nhá. Cắn rồi, cắn vào tay chưa xem nào. Cần cắn rồi, chưa cắn đâu. Có sợ không? Sợ. Nhưng như thế này. Tiến hành quay. Ba mươi. Mới 12 ngày mà đã quay được rồi. Mới 12 ngày. Chưa được 2 tuần mà 12 ngày. Hôm nay đúng 12 ngày. Mật nó chảy xuống dưới nè các bạn. Nhìn nè. Đó. Đã quá. Tất cả các dụng cụ thì đều phải là dụng cụ sạch nha cả nhà, vì là mình lấy xong cái lắm chát vào trong chai luôn. Lúc đầu cháu cứ nghĩ là quay bằng điện đấy. Này thì bằng điện nó xé lẻ. Nó văng cầu. Vậy là xong, đem ra ngoài cho tổ ong luôn. Ơi. Hello cả nhà, đây là thành phẩm nha cả nhà. Đấy mật. Cái này là nó bị vỡ này, nhưng mà nó rất là nhiều mật ở đây. Thì mình rót vào trong cái chai này. Đấy. Mật cốt từ hòa luật. Nhà mình thì dùng rất là nhiều nên là cứ phải tự nuôi tự chế. Cái này là nó bị vỡ ra nhưng mà nó chứa nhiều mật lắm. Nghịch thế. Cái bạn bông nhà mình này đang rất là nghịch. Đấy rồi, đầy rồi bố, đầy rồi. Xong rồi. Đây là thành quả của nhà mình. Đang còn nhiều lắm các bạn. Đấy, nè quay được một chậu như thế này này. Đang phải lắng. Lắng thì nó mới ra những cái sáp và những cái con ong nhỏ kia nó ra ngoài. Sau đấy là về thành quả luôn. Rồi các bạn nhé, bye bye cả nhà.